Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 113 Online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết và thu giữ gần 2kg ma túy các loại. Cụ thể, vào chiều ngày 17 tháng 6, lực lượng công an kiểm tra một căn nhà cho thuê trên địa bàn phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết và bắt quả tang trong phòng ngủ của Trần Gia Phúc, 30 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, có một đĩa thủy tinh bên trên ma túy dạng ketamin. Phúc khai nhận trong nhà còn cất giấu nhiều loại ma túy khác và tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng các loại ma túy đá, thuốc lắc, ketamin với tổng khối lượng gần 2kg. Toàn bộ số ma túy trên đều được mua của một đối tượng tên là Nguyễn Văn Tấn Dũng, trú tại tỉnh Khánh Hòa, rồi đem về cất giấu và sử dụng và bán kiếm lời. Trần Gia Phúc đã từng có tiền án về tội giết người. Vào sáng ngày 18 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Thanh Trực sinh năm 1991, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và Thiều Văn Lai sinh năm 1996, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tối ngày 3 tháng 3 năm 2023, sau khi nhận được tin báo của người dân phát hiện bên lề quốc lộ 91C thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang có túi sách và nhiều gói nghi có chứa ma túy, lực lượng công an huyện An Phú đến hiện trường thì phát hiện và thu giữ 17 gói ma túy nằm trong túi sách và rải rác bên lề đường. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an phát hiện Thiều Văn Lai và Đinh Thanh Trực có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đã cùng sĩ không rõ nhân thân lai lịch đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam. Khi Lai cùng Trực và Sĩ lên xe ô tô do Trực thuê từ trước để vận chuyển ma túy về thành phố Hồ Chí Minh giao cho người mua, khi xe chạy được một đoạn thì nghi ngờ có lực lượng công an truy đuổi nên cả nhóm đã ném bỏ hai túi sách đựng ma túy trên đường rồi xuống xe bỏ trốn. Theo kết luận giám định, số ma túy mà Trực và Lai vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam có tổng trọng lượng 18,56 kg. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Thiều Văn Lai và Đinh Thanh Trực cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng đối với đối tượng Sĩ hiện đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý sau. Vào ngày 18 tháng 6, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn An Bình, 48 tuổi, trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, để điều tra và làm rõ về vụ án hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra tại ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 14 tháng 6, khi cháu bé 10 tuổi đang ngủ trong nhà cùng với em nhỏ, thì có một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà. Trong thời điểm này, bố mẹ cháu bé đi làm, đối tượng đã dùng dao khống chế hiếp váy và sau đó thì cướp một chiếc điện thoại cùng với một chiếc xe máy của nhà nạn nhân rồi tẩu thoát. Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn An Bình liên quan đến vụ án nhưng đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã. Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè là dịp để các em học sinh nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Tuy nhiên thì đây cũng là một khoảng thời gian số vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có cả các em học sinh sinh viên dự báo là gia tăng. Những vi phạm này thì chủ yếu đó là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng. Chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Trần Văn Khánh sinh năm 2004 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã hẹn nhóm bạn cùng nhau chuẩn bị vũ khí đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, các loại vũ khí mà nhóm đối tượng chuẩn bị đều là các loại dễ gây thương tích cao như dao mèo, phóng lợn cùng một số loại vũ khí tự chế khác. Quá trình các đối tượng di chuyển bằng xe mô tô mang theo các hung khí nêu trên gây mất an ninh trật tự trên một số tuyến đường. Cháu đang đi thì hai đối tượng này khiêu khích, xong rồi cháu mới chửi, là cháu chửi là chúng mày thích gì. Thì hai đối tượng này thì mới nhảy xuống cầm gạch nhắm vào đầu cháu, thì lúc ấy cháu bị chảy máu đầu. Cháu về xong tối hôm sau cháu mới đi tìm. Cháu chỉ đi tìm, cháu không biết hai đối tượng đấy là hai đối tượng nào. Còn đây là một vụ việc khác, lời ra tiếng vào trên mạng xã hội. Các đối tượng này đã rủ rê, tụ tập hẹn nhau để giải quyết đối thủ. Để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng này còn thống nhất sử dụng xe mô tô không biển số. Đồng thời để tránh sự nhầm lẫn, các đối tượng đã sử dụng khăn quàng đỏ để buộc vào đầu các loại vũ khí tự chế. Đáng chú ý, hai đối tượng của hai nhóm đều đang trong độ tuổi đi học và dưới 16 tuổi. Chuẩn bị vũ khí là bọn cháu ra sân vận động, bọn cháu đi ra của bản. Xong rồi không thấy nhóm đối tượng Đức thì bọn cháu lại đi về Đồng Châu, bọn cháu cất. Hôm đấy bọn cháu đi từ 8 rưỡi đến 11 giờ. Rủ nhau qua mít. Những người nào mà
kiểu không đi nhiều thì nhắn tin qua mét đấy. Còn những người nào đi nhiều thì bọn cháu bảo luôn buổi chiều. Chiều những chiều hôm ý bọn cháu bảo nhau. Hôm đấy đi nhóm của cháu có bao nhiêu người? Nhóm của cháu có 13 người ạ. Bọn cháu cầm phóng lợn, gà asbest, gà ba chĩa. Cái đấy lấy đâu? Bọn cháu có từ trước. Xong bọn cháu để ở ngoài dịch vụ. Xong hôm bọn cháu mang đi bọn cháu dùng. Theo công an huyện Trương Mỹ, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý gần 200 trường hợp thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Ngoài những trường hợp vi phạm bị xử lý hình sự, đối với những trường hợp vi phạm hành chính đang là học sinh, cơ quan công an đã gửi thông báo đến các cơ sở giáo dục và gia đình để có biện pháp quản lý, giáo dục phòng ngừa vi phạm. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này còn phụ thuộc phần lớn vào vai trò, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em. Nhận thức pháp luật của các nhóm thanh niên này thì rất là hạn chế. Cái thứ hai là thiếu sự quản lý của gia đình. Nhóm đối tượng này là muốn thể hiện cái tôi của lứa tuổi trẻ với xã hội và với cả số thanh niên là bạn bè. Qua đây chúng tôi cũng có một cái lưu ý đối với các bậc phụ huynh là trong quá trình mà nếu các bậc phụ huynh cố tình giao xe, chúng tôi xem xét xử lý và sẽ khởi tố đối với những trường hợp giao cho xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì biện pháp hữu hiệu nhất đối với mỗi gia đình là quản lý chặt chẽ về giờ giấc sinh hoạt, học tập vui chơi. Đồng thời, tuyệt đối không giao phương tiện phân khối lớn cho con em khi chưa đủ tuổi theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa một nhóm đối tượng ngoại tỉnh chuyên cho vay lãi nặng với số tiền hơn 4 tỷ đồng, gồm Vũ Đức Trung, trú tại Nam Định, là đối tượng cầm đầu, Ngô Quang Âu, trú tại Gia Lai và Nguyễn Đắc Cường, trú tại Quảng Nam. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng bài lên các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo tại các khu vực công cộng. Khi có người hỏi vay thì sẽ xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân để giữ. Từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với lãi suất là 30% trong 25 ngày, một năm hơn 400% một năm. Tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Kiểm tra nơi ở của các đối tượng thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay, 8 hình cá nhân người vay mà đối tượng đã cắt ghép dùng đăng lên mạng xã hội, 230 triệu đồng tiền mặt và 6 số tài khoản ngân hàng các loại dùng để phục vụ hoạt động cho vay. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 343 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Nhiều trường hợp phương tiện chở hàng đặc biệt, hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Theo quy định, đối với các phương tiện chở hàng siêu trường, siêu trọng khi tham gia giao thông, ngoài các giấy phép thông thường thì cần phải có thêm giấy phép lưu hành đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp với lộ trình được quy định. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường tuần tra, giám sát chặt các loại xe này qua địa bàn. Tất cả các trường hợp vi phạm đều phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu mặt đường, đồng thời tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về kích thước thành thùng xe, tải trọng, quá khổ giới hạn xe nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Phạm Đức Đồng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Trần Khắc Quý, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 18 tháng 12 năm 2014 đối với đối tượng Hoàng Vũ An, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xóm Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng
Bùi Quang Huy, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, phải nhận quyết định truy nã số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hai tội danh gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 và 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.